Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình. Thì như các bạn biết là hiện bây giờ Bi đang rất là nóng các bạn, bởi vì các sàn đang list Bi với giá rất là khủng các bạn ha. Chẳng hạn như là CoinMarketCap hoặc là Huobi vân vân ha. Thì các bạn có thể xem lại ha bằng cách đi vào CoinMarketCap để chúng ta xem lại cái giá lúc này. Đó thì có bạn tìm không được bằng cách là các bạn không biết sợ chỗ này. Các bạn tìm bằng cách là sợ cái đây nè. Thì sẽ ra ha. Đó thì nó sẽ ra cái Bi được các bạn. Network nè ha. Thì nó sẽ ra thôi các bạn chứ có gì đâu. Đó thì các bạn kích vô đây. Đó. Giá là nó tuột rồi các bạn. Nhưng mà cao nhất của nó là 330 đô nha. Thì chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta tham khảo thôi ha. Hoặc là các bạn có thể đi vào là vốn hóa thị trường nè. Và các thị trường giao dịch các bạn. Để các bạn có thể xem cái sàn khác nè. Ví dụ như là Huobi thì vẫn là 196.82 đô. Nhưng mà Bitcoinomy Exchange thì chỉ còn 20.74 đô các bạn. Ether.com thì 31.99 nè. SuperX thì là 179 đô. Đó. Thì chúng ta cập nhật giá để chơi cho biết thôi các bạn, tham khảo thôi. Nhưng mà đặc biệt các bạn, trong video này chủ yếu là mình nói về cái app Satoshi Plus các bạn, tức là CoDAO nha. Thì đó cũng đã có cái Bi luôn các bạn. Rồi chúng ta hãy đi vào cái app Satoshi, app đầu co đó các bạn ha. Rồi hiện bây giờ nó cũng có Bi luôn các bạn. Và trước tiên thì các bạn hãy nhận cái này trước, nhận cái Aerobe nè. Bởi vì đến 25 cái vòng như vậy mà các bạn không nhận thì nó sẽ không đào được nữa, cho nên là chúng ta bấm nhận ha. Đó. Và chúng ta đi vào cái chỗ này các bạn. Chúng ta đi vào cái chỗ thị trường nha. Rồi, các bạn lướt thì các bạn sẽ không thấy đâu. Nhưng mà các bạn kéo cuối cùng nè, nó kêu nè. Để xem nhiều loại tiền điện tử hơn, vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Đó. Thì chúng ta lên đây. Chúng ta thấy cái ô tìm kiếm đây này các bạn. Đó. Thấy chưa? Các bạn kích vào đây. Các bạn gõ cho mình chữ Bi. Thì lập tức nó ra liền các bạn. Đó. Thấy chưa? 190 đô chấm 128576. Và tăng 288 lần. Được chưa? Thời điểm mình đọc. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đó. Tranh nhau và lít như vậy và đều cho giá như vậy nha, thì rất là tuyệt vời. Bởi vì Bi á nó có cái tầm ảnh hưởng rất lớn các bạn, cho nên là ai cũng muốn lít Bi lên hết. Tuy nhiên là giá là chúng ta chỉ tham khảo thôi nha, chúng ta đừng đụng chạm gì hết. Đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi các bạn có thể xem các bạn. Và mình nói thêm một chút thông tin về cái app Satoshi này các bạn. Và cái việc mà Airdrop chính thức của nó sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 các bạn nha. Cho nên là từ bây giờ các bạn hãy lập tức đăng ký cái app Satoshi đi các bạn ha. Mình sẽ để cái cách đăng ký của cái app đạo co này á ở trong mô tả video hoặc bộ đầu tiên các bạn nha. Các bạn hãy lập tức đăng ký để chúng ta có thể là nhận được Airdrop khủng của nó nha. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 các bạn. Rồi, rất là tuyệt vời các bạn. Và mình nghĩ là bắt đầu ngày mai này còn có rất nhiều cái sàn nào đó cũng muốn list Bi các bạn. Và giá sẽ rất là cao nữa nha. Và hiện bây giờ là Bi vẫn ở trong giai đoạn là manage kính, cho nên là không có bán mua được gì đâu các bạn. Và chúng ta hãy cẩn thận đối với những sàn list như thế này. Các bạn đừng có bỏ tiền ra mua, có thể là sẽ bị mất tiền nha. Mất tài sản các bạn. Thì cái này Bi Coty cũng đã cảnh báo rồi. Và các bạn đăng ký vào thì các bạn nhớ thực hiện cái việc là thực hiện Aerobe nha. Aerobe test Aerobe các bạn của là ACB nha. ABC. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn chưa đăng ký cái app Core này thì các bạn hãy lập tức đăng ký đi các bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để gì các bạn? Để khi mình có thông tin mới cập nhật thì các bạn sẽ nắm được và làm theo cho tốt các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.